Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hàng phim. Các bạn thân mến, hiện nay thì bộ phim Cửa hàng tiền lợi của Sepul đã phát sóng được hai tập phim. Tuy nhiên, danh tiếng của Ji Chang Quốc cũng như là Kim Jo Jung cũng không thể nào cứu vãn được tỷ suất lẻ đẹp của người xem. Và theo đó, đặc biệt hơn nữa là hiện nay trên tất cả các diễn đàn Knet đang giận dữ đòi nhà đài SPS ngừng chiếu bộ phim này. Vậy tại sao bộ phim này lại gây sóng gió như vậy? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Mới đây, trên trang chủ của SBS đã nhận được hơn 1.000 bài viết đến từ Keynes yêu cầu kênh này phải hủy bỏ, ngừng phát sóng bộ phim Cửa hàng tiền lợi của Sebun do Ji Chang-wook và Kim Do-jung đảm nhận vừa ra mắt vào ngày 19 tháng 6 vì cho rằng kịch bản mang tính nhất không lành mạnh, mang tính chất khiêu gợi có thể ảnh hưởng lớn tới giới trẻ ngày nay. Điều này thật sự là một tai tiếng không đáng có với một dàn diễn viên hoàn toàn trong sạch về lý lịch như Kim Do-jung và Ji Chang-wook. Tuy nhiên, đúng là kịch bản của cửa hàng tiện lợi xếp còn quá nhiều điều phải bàn. Thứ nhất, cửa hàng tiện lợi của xếp có nhiều chi tiết, cảnh quay và kỹ xảo khá hoang đường. Cảnh hôn của cặp đôi chính đầu phim vừa vô lý và vừa siêu bất thường, cô gái Kim Jo Jung học khinh công ở đâu mà bay dữ vậy, tới mức khán giả mỉa mai rằng phải chăng bộ phim được đạo diễn người Ấn Độ thực hiện. Những cảnh quay đi lại những quy luật vật lý về trọng lượng và không gian. Đây không phải là kỹ xảo ba xu như quân vương bất diệt mà cách đạo diễn xử lý kỹ xảo kiểu làm lố khiến khán giả nhức mắt. Thứ hai, sự xuất hiện của nhân vật tác giả viết truyện tranh người lớn với nhiều hình ảnh nhạy cảm. Bản thân của Choi Dae-hoon Ji trong Kuk có ước mơ trở thành người viết truyện tranh nổi tiếng, thế nhưng cuộc đời xô đẩy anh ta trở thành người viết truyện tranh người lớn. Thật sự phân cảnh anh ta thăng hoa trong sáng tác khiến khán giả nổi gai ốc vì ghê rợn. Những âm thanh gen la của nhà viết truyện tranh khi viết những chi tiết nhạy cảm và cảnh nóng trong chuyện khiến người ta lầm tưởng rằng đây là bộ phim người lớn cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Thứ ba, cửa hàng tiền lợi của Sepul có quá nhiều cảnh quay về bạo lực học đường và những cảnh hút thuốc bị cấm. Mở màn cửa hàng tiện lợi của Sepul đã gây khó chịu cho người xem bởi hàng loạt cảnh hút thuốc lá và các nữ sinh đại ca hồn nhiên hút thuốc và đánh nhau táo bợn như các băng đảng thanh toán lẫn nhau. Các bậc phụ huynh khá khó chịu với hình ảnh của những nữ sinh luộm thuộm, nhậu nhẹt say xỉn và đi học muộn thường xuyên. Sau đây là một số ý kiến trên trang chủ của Đài SPS. Thay vì điều chỉnh một webtoon dành cho người lớn, có vẻ như các yếu tố không cần thiết và không phù hợp được phản ánh trong bộ phim. Các nữ sinh trung học nhảy múa và đi hát karaoke không phản ánh đúng thực tế, các nghệ sĩ trẻ bây giờ chỉ giỏi tiêm nhiễm vào những suy nghĩ tiêu cực cho giới trẻ mà thôi. Câu chuyện về tác giả viết truyện tranh người lớn thật sự có vấn đề đấy, thật sự nó quá nhạy cảm. Tại sao đạo diễn không điều chỉnh cảnh quay một chút, vừa phù hợp nguyên tắc mà vẫn hay nhỉ? Hình ảnh và uy tín của SBS đã bị giảm, đánh giá nó một cách nhân văn thì xin lỗi, tôi muốn cho bộ phim này được hủy bỏ càng sớm càng tốt. Bất kể điều gì sẽ xảy ra ở những tập tiếp theo, tôi nghĩ rằng nên dừng phát sóng, ngay từ đầu một cảnh hôn giữa một nữ sinh trung học và một ngôi sao nam trưởng thành là không nên, bạn có thật sự nghĩ rằng không có vấn đề? tôi nghi ngờ rằng đoàn làm phim có ý thức đạo đức không đúng đắn. Tôi rất lo ngại về tác động tiêu cực của bộ phim này. Nó sẽ được phát sóng vào lúc 10 giờ, đó là khoảng thời gian tác động mạnh tới giới trẻ và xã hội. Không thể chịu đựng được mãi những cảnh như vậy, hãy ngừng phát sóng. Bên cạnh đó thì khán giả Việt Nam lại có một cách nhìn hoàn toàn khác. Sau đây là một vài comment nổi bật đăng tại hội mê phim Hàn. Trời ơi, Kenneth bị điên à? Thế thì Kenneth xem phim hoạt hình đi cho nó trong sáng. Có ai thấy phim hay như mình không? Phim đáng yêu xã man, nữ chính điểm 10 và Di Trang Quốc thì diễn rất hay phân cảnh ông bần bần đó. Phim này tôi đợi cả năm trời và không hề thất vọng nhé, xem đi xem lại vẫn thấy hay. Không sao, Kim Du Dung quá xinh nên tha thứ hết. Tập 2 đã tối hơn rất nhiều rồi, xoay quanh tình cảm của hai nhân vật chính. Phim mang tính chất tấu hài và các diễn viên dễ thương vô cùng. Ai nói gì thì nói, để yên cho tôi xem phim. Khay nét quá gắt gao, vậy khoảng cách lứa tuổi giữa hai diễn viên là vấn đề sau Ngoài những phân cảnh đánh nhau ra thì mình thấy chẳng có vấn đề gì làm quá lên. Chúng mình là Phim, các bạn đừng quên like cũng như subscribe kênh và nhấn vào biểu tượng cái chuông bên dưới để luôn được nhận thông báo mỗi khi có video mới nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!